Xin giới thiệu quý vị khán giả trận cầu lông độ tuổi 31-40 nam nữ giải cầu lông phường Dung Nghĩa tổ chức đại hội thể dục thể thao lần thứ 5. Đấu bắt đầu giữa tổ 14 Luận Khuyên với Tam An Ninh. Anh đừng đi lại. Tỷ 1-0 cho Luận Khuyên. Tổ 14. Đập cầu tốt. Điểm 1 đều. Anh Bình ơi, tổ mấy đây anh? Tổ mấy? Đây là tổ mấy? Đánh ở tổ mấy? Chung với chung rồi anh. Gần màn hình là Trung Thu đánh cho tổ 5. Và trượt cầu. Điểm 2-1. Và phát cầu hỏng rất đáng tiếc. Điểm 2-3 rồi. Cân sức cân tài. Giải do phường tổ chức 4 năm một lần, đại hội thể dục thể thao lần thứ 5. Rất tiếc cầu ngoài. Điểm đang 5-3 nghiêng về Trung Thu tổ 5. Rất hay. Và tranh đấu giữa hai tay vợt Lam. Phần thắng nghiêng về Luận. Rất tiếc pha cầu tiếp theo lại đánh ngoài. Pha cầu không qua lưới. Điểm cho Luận Khuyên. Điểm 5-6. Điểm 7-5 cho tổ 5. Một pha cầu ngoài của tổ 14. Điểm 2 của bạn nữ bên tổ 14. À, bé kìa. Vâng. Con lớn gì? Tỷ số đang là 8-5. Một pha phát cầu qua đầu. Cho Luận Khuyên 6-9.
Lại tiếp tục một pha cầu ngoài. Điểm 10. 6. Số xét đầu tiên là 11-6 nghiêng về tổ 5. Hai đội đổi sân đánh xét thứ hai. Trận này được coi như là trận chung kết của lứa tuổi đôi nam nữ 31-40. Giải ở phường tổ chức đại hội thể dục thể thao lần thứ 5. 4 năm được tổ chức một lần. Điểm đầu tiên cho tổ 14. Bên kia là tổ bao nhiêu? Cháu còn không để ý. Cháu cũng để ý phải. Điểm 3-1 cho tổ 14. Phát cầu lỗi của Quyên. Điểm 2-3. Phát cầu lỗi của đội bạn. Điểm 4-2. Điểm 5-2. Điểm 6-2. Điểm 7-2 cho tổ 14. Điểm 3-7. Bao ngoài. Điểm 8-3. Đang nghiêng về tổ 14. Điểm 5-8. 4-8. Giờ mới là 5-8 cho tổ 5. Anh ơi, tránh ra. Điểm 15 nghiêng về tổ 14. Còn một điểm nữa là kết thúc. Xét ra. Tốt.
thứ hai bàn thắng nghiêng về tổ 14. Vậy hai đội phải phân thắng thua bằng set thứ ba. Đều. Sáng nay ai thắng là thắng luôn. Đất thứ ba tiếp tục. Một không bắt đầu. Ta trượt cầu. Điểm 1-0 cho tổ 5. Đập cầu tốt. Lúc sáng mẹ tao có một chỗ. Điểm 1-2. Đập rất mạnh, tiếc là ra ngoài. Sau đó lại đến một tiếc đập không qua lưới từ tổ 5. Tổ đang là 4-2 nghiêng về tổ 5. Hay lắm. Rất hay. Rất bình tĩnh. Điểm 3-4. Giải cầu lông đại hội thể dục thể thao phường Yên Nghĩa tổ chức 4 năm một lần. Trận đấu đang diễn ra là trận đôi nam nữ, độ tuổi 31-40. Tỷ số đang là 3-4, xét thứ 3. Đang rất là kịch tính. Hai đội đổi sân. Tỷ số đang nghiêng về tổ 5. 6-5. 6-5. Điểm 6 đều. Bác thêm ơi, bác thêm ơi, bác ngồi dịch hộ cháu vào một tí. Vâng, một tí thôi là được ạ. Thấy lưng bác chồng. Vâng. Chỗ này bác biết tên hết. Ai bác cũng đánh ngồi. Gần như thế. Điểm 7-6 cho tổ 14. Hai đội vừa hội ý một chút. Ai giành chiến thắng trận này cũng coi như là vô địch. Rất tiếc.
Trận nào có trận này ai thắng gần như là vô địch. Pha cầu may mắn đến từ tổ 5. Ai thắng trận này coi như là vô địch ạ. Có 3 đội thôi. Có 3 đội đánh vòng tròn thì ai thắng hai đội này cũng mạnh ngang nhau rồi. Điểm 98 cho tổ 14. Chỉ còn còn một điểm nữa là tổ 14 giành chiến thắng. Như vậy là sau 3 set, tổ 14 thắng tổ 5 2-1. Xin kết thúc video.